Bình thường một con người mà mạnh mẽ quá, quyết liệt quá, cái gì cũng tự chủ hết, bỏ ra để tao làm, nó thành một cái con người, một hình mẫu con người kiểu gì. À, đúng. Nhưng mà một cái từ gì nữa, bảo thủ là đúng rồi nha. Nó là loại độc đoán. Khi mạnh quá, tức là từ một người mà tự quyết thành một con người không nghe ai cả, chỉ cái tao quyết thôi, thì thành một người độc đoán. Đó, lúc nào cũng bắt mọi người đi theo ý mình đúng không? Cái sự gánh vác này, cái sự khả năng chịu áp lực này, nếu mà mạnh quá thì sao? Mọi người lúc nào cũng đòi cái gì cũng mang hết đây, gánh rất trên vai rất nhiều các trọng trách lớn, tạo ra một cái người mà kiểu bị sao? Ôm đồm đúng không? Cái người mà chịu áp lực quá cao, lúc nào cũng dành hết những cái áp lực đấy về mình, tính chiến đấu và cạnh tranh cao thì dễ dẫn đến cái việc là gây ra cho người khác những cái tổn thương nhất định, tổn thương, và chúng ta sẽ có cảm nhận là cái sự vô tâm. Mục tiêu là thứ duy nhất, tất cả những thứ khác có hay không quan trọng, không có tình nghĩa gì hết. Đây, cái nhóm này nó bắt đầu khủng khiếp này. Nhóm này tính mục tiêu quá cao thì nó thành một cái mẫu con người là bất chấp. Thế thì cái nhóm này ấy, thì mọi người sẽ hình dung rằng là chơi với họ chúng ta sẽ có cảm nhận con người như nào. Tức là cảm nhận với con người thôi, nó chả có khuôn mẫu gì đâu. Có người yêu, người ghét, tôi đấy còn tùy nhá. Người lạnh lùng. Chơi cùng người ta thôi. Tự nhiên tưởng tượng trong đầu có một thằng bạn như thế. Không, khó chơi. Cái nhóm mà nó cứ cần mình là nó lắm nó chơi mình, nó cần mình là nó hô hởi, nó không cần phát nó đá đi luôn. Nhóm này nhóm vị kỷ nhá, nhóm vị kỷ. Nó là nhất. Ở đây nó không có nghĩa là nó lợi dụng, mà chỉ là gì? Nó quá tập trung vào mục tiêu của nó, mà nó quên đi cái chữ tình thôi, chứ nó không phải là nó lợi dụng mọi người. Nhưng mà bởi vì là gì? Nếu mà cái công việc còn dang dở, mà kiểu là chị lại không giúp được công việc gì, không giúp được em gì trong công việc, thì thôi chị tạm thời chị đi ra. Thế tức nghĩa là như thế, kiểu thế. Nhóm này nó sẽ kiểu thế. Nhóm này nhóm cực đoan. Tức là người ta bị rối loạn về một cái thứ thành tựu gì đó. Và mọi người biết là cái nhóm này nó xuất hiện khi nào? Tư tưởng sống sai lệch. Con là nhất, con cái gì cũng giỏi nhất, mẹ thấy con làm cái gì cũng hay, luôn luôn là nhất. Đó, một người mà có hai trường hợp có thể xảy ra cái nhóm này nhá. Một là quá nhiều số một, hoặc là số tính dương. Đó. Sau này chúng ta học thêm chúng ta biết số nào số tính dương. Hai là gì? Hai là môi trường. Lúc nào cũng con là nhất, mày làm gì cũng giỏi nhất, mày làm gì cũng hay nhất. Thế con chúng mày làm sao bằng con tao được? Đấy. Luôn luôn gieo rắc vào đầu nó những cái ý niệm về cái thành tựu, về cái sự lớn lao. Cái nhóm này nó sẽ dễ dẫn đến sinh ra một cái nhóm gọi là dở ông dở thằng.